Trời quá đẹp, trời rất đẹp, nắng trong. Nửa tháng trước đây là ngày nào cũng mưa ở Đà Lạt, nhưng hôm nay quất rất đẹp, trời đẹp. Ở thác Bông Rô, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Đẹp như tranh vẽ. Những kiệt tác của thiên nhiên trời đất đã ban tặng cho tỉnh Lâm Đồng. Rất nhiều cảnh đẹp, đẹp và hùng vĩ. Núi non trùng trùng điệp điệp,